Mọi người, cái này nó có thể hít vô nhau. Trang năng đang ôm luôn nè mọi người. Như là như vậy. Hay là như vậy nè. Ôi da, chờ chơi chút. Tên 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 tên. Nó hít được luôn nè mọi người. Và tiếp theo mọi người thấy một cái này ư? Cái này là đồ khui nước luôn nha mọi người. Mà cái này là khui lông đúng không mọi người? Khui chai. Khui chai nha mọi người. Cái này mọi người không có cần dùng sức lực đâu. Mọi người chỉ để trên cái nắp nó và ịn xuống rồi lấy ra nha. Nó ra cái nắp luôn. Nắp đúng chai rồi, nó ra nắp chai á. Mà cái này chỉ dùng cho miễn thôi nha. Nó ra nắp chai luôn. Chai đây để thử. Đúng rồi. Lần sau Chewy sẽ có Chewy sẽ review nha mọi người. Và tiếp theo là tên đó mọi người, đây là cái gì? Khoan đã. Cái này là cái gì? Cái này. Đúng rồi, là đèn pin. Đèn pin á. Đưa giùm con mới đi. Cái này chiếu ghê hồn luôn. Ý. Theo mọi người biết nó chói như thế nào phải không? Chói sáng mắt luôn mọi người. Cái này mình có thể đem theo để đi đi cắm trại hay đi đâu đó tùy theo mình. Cái này rất là hữu ích luôn nha. Rất là theo hồi nãy nó chiếu vô mặt mặt chiêu á, mọi người thấy nó sáng cỡ nào rồi á. Mình để cho mắt dễ sợ. Mà quên nữa chi nói luôn là nó có hai chỗ nha. Một chỗ để chiếu đường đi là cái chiếu xa, còn cái này là dùng để mình mở lên nó, mình để có khi nhà mình cúp điện hay gì mình mở lên sáng rực luôn mọi người. Cái này mình có thể dùng khi mình ở trong bóng tối đồ á, mình mà mình khỏi cần cầm đi thì mình mở hai lần là nó ra chỗ này rồi mình để một chỗ á nè mọi người, một chỗ cho nó. Phần tiếp theo là chỗ hồi nãy chị mới nói luôn. Dạ chói luôn mọi người, rất là chói luôn. Cái này màu đỏ, còn cái này màu gì đây? Cái này màu đỏ, còn cái này màu gì đây ta? Màu đỏ luôn. Hai cây màu đỏ luôn mọi người ơi. Bây giờ tới phần tiếp theo mọi người sẽ hồi hộp nhất là đây. Chiếc ly đổi màu. Chewy sẽ ngoài nó có ghi 12 đó. Ở ngoài nó có ghi 12 á mọi người. Nè 12 nè. Để ta